Trong khoảng thời gian gần đây thì đã có những cầu thủ nhập tịch và họ đã lấy tên của mình, thằng Thuận Việt, Lê Văn Tân đang thi đấu trên sân, cầu thủ Nguyễn Trung Sơn của câu lạc bộ Bucharest Bình Dương. Trọng tài đã thổi phạt lỗi của Lê Văn Tân. Với những gì đang thể hiện thì rõ ràng mục tiêu để lọt vào top 3 của V-League 2012 của ông chủ tịch Luke rất khó để có. Trước Hà Thuận của Khánh Hòa không được đánh giá quá mạnh, tuy nhiên Sài Gòn FC lại đang trở thành một rất đáng thức. Quả đá phạt góc của Lê Tấn Tài. Bóng đã đi hết đường biên, quả ném biên dành cho Kha Thuật. Pha đẩy bóng rất dũng mãnh, thu bóng. Các màn dứt điểm vừa rồi là của Hoàng Ngọc Hùng. Pha đẩy bóng đầy tốc độ của Lê Văn Thân. Tuy nhiên cầu thủ mới vào sân Hoàng Ngọc Hùng đã